Đây là order của Mid Trang Elite Nail, cùng có 4 cái Lux Elite 300 màu cappuccino, có hệ thống auto fill tự động ngắt nước. Order của anh chị đã được hoàn thành. Thì đầu tiên em xin cảm ơn anh chị đã order ghế bên em. Em xin giới thiệu sơ qua về ghế của mình. Thì ghế của mình đã được hoàn tất kiểm tra về phần hệ thống nước, và bên đây cũng đã cho kiểm tra về phần hệ thống massage của lưng ghế. Về phần hệ thống massage của lưng ghế thì bên em đã cho kiểm tra rất là kỹ để đảm bảo lưng máy của mình không máy chạy êm, không có tiếng kêu. Máy chạy rất smooth. Còn về phần hệ thống nước thì bên em đã cho kiểm tra trong vòng 3 tới 4 tiếng. Thì trong vòng 3 tới 4 tiếng rồi có người ra ghế liên tục cho anh chị, ghế không bị lít nước. Mọi thứ hoạt động ổn định. Còn về phần ngoại thất bên ngoài của ghế như là da ghế tay, bay, footrest thì bên em sẽ cho bảo vệ kỹ để đảm bảo ghế của mình luôn trong tình trạng mới nhất, không bị nứt mẻ. Đây là order 4 ghế của anh chị. Thank you.